Đây, lỡ tới đây rồi. Cái này là chai xịt khuẩn nha anh em. Đó, xịt xịt lại ra nè. À, quay mấy con da dép cho anh em coi nè. Bên đây tiệm mông manh ở nhà. Ngày xưa mình cũng lấy da dép. Đó, mấy con da dép nè anh em, thấy không? Thì bo nè. Da dép thì bo. Đẹp. Đó, quay cho anh em coi á. Đẹp không? Anh em nào mà fan hai thì á, fan hai thì lụm mấy con này nè, ngon lắm luôn á. Cái đồ dân quân tự vệ rất là dễ có. Thank you.
trên đường á, mình cũng quên đường cha thôi. Như ở đây phải không phải? Á, đường ở đây giống nhau quá. Cái mic á, vừa đi vừa nói chuyện cho anh em dễ nghe. Má quên đường. Đây, lỡ tới đây rồi. Này là chai xịt khuẩn nha anh em. Đó, xịt lại ra nè. À, quay mấy con da dép cho anh em coi nè. Bên đây tiệm mua manh ở nhà. Ngày xưa mình cũng lấy da dép. Đó, mấy con da dép nè anh em, thấy không? Thì bo nè. Da dép thì bo. Ẹt. Đó, quay cho anh em coi á, đẹp không? Anh em nào mà fan hai thì á, fan hai thì lụm mấy con này là ngon lắm luôn á. À, Bình nhờ ảnh nhập mấy con này về nè, để cho mấy anh em chơi phân khối lớn á, để chân đồ chó đẹp. Nhờ ảnh nhập mấy con này về. Nhưng mà mình nhập màu vàng minion á, chứ không phải màu vàng này, màu vàng minion. SH350i mới ra nè anh em nè. Đó. Cho anh em coi bò 3R. Đây bò 3R đây. Bò 3R. Em thấy chưa? Nói chung mấy xe này xe nào mình lấy cũng được hết nha anh em. Rớt tiền là được hết đó, em thấy chung mà nhìn đã lắm. Đây da dép nè, sẵn cho anh em coi luôn, lỡ đi mưa rồi, mưa ở đây núp mưa. Da dép nè. Này khử khuẩn nè anh em. Bấm mà bay ra nước nè. Nhìn thấy chưa? Nó rất ý thùng nè. Cái này đẹp ha. Cái thằng này nhìn ngoài đẹp hết anh em, to. Nhà ông anh chơi cũng lâu lắm rồi. Đợt mình định lấy con này nè. Mà tình hình dịch bệnh quá nên thôi. Nghèo nè. Mình để quay cho anh em coi. Quay cho anh em coi.
Da dép này giờ nhiều con ta, quên giá bạn à. 400 mấy, 300 mấy. Con bản Mobi này là 400 mấy. Còn mấy bản thường. Đợt mình có lấy bên đây là 3 con. Đẹp không? Rồi vậy thôi nha, trời tạnh mưa tôi về anh em ơi. Bò 3R đẹp ghê luôn. Đây để quay cho anh em coi. Lấy chìa khóa. Đề máy cho anh em coi. Em thấy chưa? Lâu quá mới ra đường giờ lú luôn anh em ơi. Lâu quá mình mới ra đường giờ mình lú luôn á. Bò này á thì cơ bản á, nhìn nó thì nó to hơn bò SB1 một xíu. Nhìn nó cũng không có to lắm đâu anh em. Nó na ná như là nó nhỏ hơn R1 luôn á anh em à. Ở ngoài á nó ở ngoài nó nhỏ hơn R1 luôn. Đây. Em thấy chưa? Dầm mưa giờ quay cho anh em luôn á. Đó. Heo Rainbow nè. Đó. Ba R nè, thấy anh em. Ba chữ R. Nào mình rảnh là mình quay review cho anh em coi. Mình lấy về mình quay review cho. Bữa giờ bận quá với lại trời mưa quá làm biến quay nè anh em. Dầm mưa quay cho anh em nó ướt hết nè. Đó. Anh em coi nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha. Rồi. Bye bye anh em nha, đi về.